Thưa quý vị và các bạn, giống chuối là bà già hương gốc địa phương tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, trái thon, buồm dài, dẻo, vị ngọt thơm nên được thị trường khá ưa chuộng. Từ chỗ phát triển nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm, tổ hợp tác chuối La Bà Liên Hiệp ra đời, kết nối gần 30 hộ thành viên tham gia, chủ động ngay từ việc nhân giống, ươm giống để cung cấp cho các hội thành viên. Tổ hợp tác chuối La Bà xã Liên Hiệp đang là cầu nối trong sản xuất và chế biến, bảo quản sau thu hoạch các sản phẩm từ chuối La Bà, góp phần mang lại lợi ích kinh tế cho các xã viên. Chuối La Bà được trồng tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, được đánh giá khá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, cho ra sản phẩm với độ dẻo và thơm ngọt. Cây chuối là thích nghi với địa hình đồi núi, thời gian sinh trưởng ngắn ngày, nhanh thu hồi vốn nên nông dân địa phương ngày càng mở rộng quy mô thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Qua triển khai mô hình với 5 sào chuối, anh Nguyễn Quý Dũng ở thôn An Ninh, xã Liên Hiệp bắt đầu thấy được hiệu quả kinh tế cũng như lợi ích trong việc liên kết với tổ hợp tác. Giống chuối La Bà mà khu vực trước đây trồng nhiều nhất là trong Phú Sơn. Thì trải qua bao nhiêu chục năm rồi, thì cái chuối này gần giống như là không còn được người nông dân họ quan tâm đến nữa. Nhưng mà cho đến cái thời gian năm 2019 đó, thì cái hợp tác xã họ mới có cái hướng, tức là muốn quay lại cái giống chuối này. Tại vì thực sự là cái giống chuối La Bà này chỉ có cái đất Lâm Đồng trồng là nó phù hợp nhất và chất lượng nhất. Tổ hợp tác trồng chuối La Bà Liên Hiệp tại huyện Đức Trọng hiện có 30 hộ nông dân trong vùng tham gia với diện tích canh tác gần 20 hectare. Với nhu cầu thị trường ngày càng mở rộng, hội nông dân huyện hiện đang hỗ trợ tổ hợp tác chuối La Bà phát triển thành hợp tác xã chuối La Bà, tạo dựng thương hiệu riêng, chủ động bán sản phẩm từ quả chuối ra thị trường trong nước và xuất khẩu trên sàn thương mại điện tử. Với giá chuối La Bà khoảng 5.500 đồng một ký, tổ hợp tác đang liên kết với một số hợp tác xã để ổn định đầu ra. Còn tương lai sẽ hướng đến chủ động tìm đối tác và chế biến sản phẩm từ chuối La Bà. Theo cái chủ trương và kế hoạch thì địa phương cũng muốn là cho cái sự liên kết đó của nông dân để được bền vững. Thì hàng năm rồi cũng có cái hỗ trợ để cho cái các hộ mà cùng với ý chí ta thành lập cái tổ hợp tác để từ đó nó có sự liên kết. Liên kết thì nó có cái sản phẩm nhiều được thì bao tiêu được, liên kết hợp đồng được. Thì từ đó đầu ra thì nó cơ bản nó sẽ ổn định hơn bởi vì nó có một cái quy mô, từ đó tạo được cái thương hiệu thì sẽ dễ dàng trong vấn đề liên kết. Hiện nay, Hợp tác xã Chuối La Bà Liên Hiệp huyện Đức Trọng đang chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi thành lập hợp tác xã, đồng thời xây dựng kho chế biến để phát triển và đẩy mạnh hợp tác với nông dân trong vùng, nhằm sản xuất chuối theo tiêu chuẩn hữu cơ, nhằm chinh phục các thị trường trong cũng như ngoài nước, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho các xã viên cũng như bà con nông dân địa phương.